Phật pháp Bồ Tát Thanh Mát trên mạng internet và Bangkok, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ 50 đến 5 giờ chiều. Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu và con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021, Phật lịch 2565, giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 4, danh từ nam tánh vị ngữ. Ý, biên soạn giáo trình tỳ kheo Tệ Siêu Đồng Giảng Sư, Ngài Tệ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo và con kính chân bích đến sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết lập hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ. Mọi tai tưởng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dạy hạnh, biết là cứu trong tiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Và sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Phạn ngữ Pali bài 4, danh từ nam tánh vị ngữ. Ý, con thành kính đảnh lễ Ngài Tệ Siêu vừa quang lâm vào tràng, vừa quang lâm vào đạo tràng, và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy nha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Chất Đẳng, Thượng Tọa Tây Nguyên, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ hai chúng ta học giáo trình Phạn ngữ Pali bài 4, trên từ năm tánh vị ngữ. Hôm nay chúng ta chỉ có học mỗi một văn phạm
là biến cách, biến tánh lượng khách của danh từ bị người Ý năm tánh. Chúng ta cần phải hiểu rằng là để sử dụng được cái danh từ tiếng Pali, chúng ta phải nhận định rõ danh từ nào là danh từ nam tánh, danh từ nữ tánh, danh từ trung tánh, và danh từ nam tánh chúng ta muốn biến biến thể ngữ cách thì chúng ta phải biết rõ tận cùng của danh từ đó nó thuộc về vị ngữ nào. Thí dụ như danh từ năm tánh nó có sáu hình thức tận cùng là ác, như là phu pa la làm vua, chữ ý tận cùng là ý, như chữ ác nghi là lửa, danh từ vị ngữ y như là hát thi là con voi, bên người vị ngữ ú nam tánh vị ngữ ú như chữ gà rú là vị thầy, hai là ô thì có chữ quy nhu, quy nhu là bậc trí, bậc trí tuệ. Còn cái danh từ mà biển ô như là chữ gô là con bò, hay là gia súc nói chung, thì mỗi một cái hình thức tận cùng của các danh từ đó khi mà biến thể ngữ cách, chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, sử sức cách, sở thuộc cách, định sở cách và hộ cách có cái sự biến thể khác nhau. Tuy nhiên nó cũng có điểm để cho chúng ta nhận vị ngữ á nó biến thể độc lập, vị ngữ ý, vị ngữ y nó biến thể giống nhau, chỉ có một vài điểm khác nhau như ở chủ cách tổ vật. Vị ngữ ú, vị ngữ u nó biến thể giống nhau, danh từ năm tánh vị ngữ ú u giống nhau, nó chỉ khác nhau ở chỗ chủ cách và hữu cách. Còn danh từ go là biến thể, vị ngữ ô là biến thể riêng biệt. Khi chúng ta nắm được cái nét tổng quát thì chúng ta sẽ dễ dàng học, chúng ta không phải mệt óc. Bây giờ chúng ta trở lại với cái sự biến cách của danh từ năm tánh vị ngữ ý. Chủ cách
số ít là ý, số nhiều là đổi thành y a vô. Đố cách số ít là in, số nhiều là y a vô. Sử dụng cách số ít là y na, số nhiều là y phi y hi. Chỉ định cách số ít là y đô, số nhiều là y đô hay là y sát, còn số nhiều là y năng. Số sinh cách số ít là y na, số nhiều là y y hi y phi. Sở thủ cách số ít là y đô y sát, số nhiều là y năng, cũng giống như cách thứ tư vậy. Định sở cách là cách số bảy, số ít là im hi is min, số nhiều là y su. Số tám hô cách, số ít là y, số nhiều là ayo, y ayo. Thì bây giờ từ năm tánh vị ngữ ác, vị ngữ ý, thì chúng ta học trước như là chữ ác ý là lửa, bố đí là vị tu sĩ, ý là kẻ thù, ga bá tí là gia chủ, gia thí là bệnh tật, cấp bí là cũng khí, rơ quý là mặt trời, gia thí là cây gậy, ra xí là đóng. Như chúng ta nói đóng đóng đất, đóng đá, đóng lúa, đóng vật. Công quý là thi sĩ, là nhà thơ, phu bá tí là đức vua. Nó đồng nghĩa với cái chữ phu ba lá mà chúng ta đã học ở trong vị ngữ á. Adhipati là người cầm đầu hay là người trưởng, trưởng đoàn. Nhà lãnh đạo. Utathi là biển hay đại dương. Ahi là con rắn. Vihi là ngọn, là ngọn núi, hòn núi. Lý trí là của trung cấp, của để dành. Bani là bàn tay. Ở đây đó thưa quý vị, hôm kỳ rồi chúng ta học chữ hát thá, thì cái chữ hát thá đó là tai. Trong cái tai đó, thì nó có bàn tay, ngón tay, cánh tay. Cái bàn tay là ba ní, cánh tay là ba hú, ngón tay là anguli. Chúng ta phải phân biệt nó ba cái trường hợp khác. Bởi vì khi mà học riêng như thế này đó, thì học riêng cái từ như thế này thì chữ đâu nghĩa đó, đó. Nhất là dịch từ cái giáo trình bản tiếng Anh ra thì không có phân biệt. Nhưng mà khi người nào mà có dịch văn bản Pali thì chúng ta gặp những cái từ đó, chúng ta mới có cái sự phân biệt được trường hợp nào gọi là Pali, trường hợp nào gọi là Pahu. Như bài Pahu Saha Samapinim
mà phương biến ngàn cánh tay cầm khí giới, thì cái đó chúng ta gọi là, chúng gọi là bahu, là cánh tay. Ví dụ như nói nhá, trong luật mà Đức Phật này nói rằng là vị tỳ kheo không nên thuyết pháp đến người trong tay cầm vũ khí sát, gọi là sát thấp ba lít sát, sát lít sát cầm vũ khí, thì cầm vũ khí thì phải phải nói là bàn tay, trong cái bàn tay có vũ khí. Cho nên chỗ chỗ đó là chúng ta xài chữ chữ pani, chứ chúng ta không xài chữ pahu hay là hát thác, mỗi chỗ nó xài khác nhau thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng ta chữ pani chúng ta lấy một chữ là chữ bàn tay thôi, bỏ cái chữ tay và cánh tay đó đi. Thoạt đầu chúng ta học chịu khó học cho kỹ lưỡng chút cái tinh nghĩa của nó, để sau này chúng ta không có bị lấn cấn. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, quý vị có thích học đó thì học, còn không thích thì quý vị cứ để nguyên vậy. Chỉ muốn thí là nắm tay, khi mà chúng ta đưa thẳng ra thì pani đó gọi là bàn tay, nhưng mà khi chúng ta co lại các ngón vào cái lòng bàn tay thì cái đó gọi là bố thí, là nắm tay. Nắm tay ở đây chúng ta đừng có hiểu là bắt tay với nhau hay là nắm tay nhau đi ở trên bờ biển. Nắm tay đó là một cái động từ. Còn ở đây đó, cái chữ nắm tay này, chữ bố thí có nghĩa là khi mà chúng ta, thí dụ như người ta đánh, ta kêu cái tung ra cái nắm đấm, người ta cung tay lại thành ra một cái nắm tay để người ta đánh tới đến chỗ đó như vậy. Bởi vì cái việc của mình mà không giải thích kỹ thì cái người học ngoại ngữ thì chúng ta rắc rối. Ý xí là ẩn sĩ, hai chữ ý xí còn có nghĩa là đạo sĩ. A tí xí là người cách, nó đồng nghĩa với chữ a gan tú cá mà lúc trước chúng ta học ở trong cái lộ trình gọi là có hộ kiếm khách đó. A gan tú cá cũng là khách, a gan tú cá phi khú là vị tỳ kheo khách. Nó tùy theo ngữ cảnh mà dùng. Thí dụ các vị tỳ kheo ở chùa, khi có một cái vị tỳ kheo khách đến thì vị ở chùa, vị ở tại chỗ địa phương phải có cái cách cư xử như thế nào, cái đó chúng ta gọi là, chúng ta gọi là của cái người Awasika Wata. Nhưng mà mình là cái người khách đi đến nhà, hay một vị tỳ kheo khách, khách tăng mà đi đến chùa người ta, mình phải có cái phận sự gì thì cái đó gọi Agantuka Wata, tức là phận sự của vị khách. Chứ chỗ này không gọi Atithi được, sẽ tùy theo chỗ. Đi bí là con báo, a xí là thanh kiếm hay thanh gươm. Ở đây có từ mà chúng ta phải nhớ nó nhầm lẫn với nhau, a rí, a hí, a xí, nó cũng khởi đầu bằng chữ á. Nhưng mà rí, hí, xí thì a rí là kẻ thù, a hí là cô rắn, mà a xí nó lại là thanh gươm. Chúng ta nhớ cái chỗ này.
Còn chữ bố thí ở trong bài học của chúng ta, bố thí vậy là cái bồ đề, nhưng thật ra không phải quý vị. Chữ nào ác bồ thí rô khát mới là cây bồ đề, có chữ rút khát ở phía sau đó, bồ thí rô khát mới là cây bồ đề. Còn khi nói chữ bồ thí không đó thì chúng ta phải hiểu đó là sự giác ngộ, nhưng mà đọc âm là bồ đề chứ không phải là cây bồ đề. Như là bồ thí bát giác, không lẽ là chúng ta nói cây nhóm cây bồ đề? Bồ thí bát giác chúng ta phải dạy là bồ đề phần. Hay là phe của sự giác ngộ, phe đẳng giác ngộ, tức là những cái pháp giác ngộ. Thì như vậy là bồ thí bát giác. Chứ những cái bồ đề mà chúng ta chữ bồ đề bồ thí mà đến dịch là cây bồ đề thì nó quá hạn chế cái ý nghĩa đi, nó quá giới hạn cái ý nghĩa. Cho nên chữ bồ thí chúng ta phải là hiểu đó là cái gì, giác ngộ, hay đọc âm là bồ đề, chỉ bồ đề thôi. Như gọi pháp bồ đề tâm chứ không phải là phát tâm cái cây bồ đề, đâu phải phát tâm nó trồng cây bồ đề đâu. Chứ vô thí chế tá là bồ đề tâm, là cái tâm có ý thức, tâm có giác ngộ. Chữ bất tí là người chủ, xài người chồng cũng được, nhưng mà cái người phụ nữ ở trong gia đình đó thì họ xem cái người chủ của họ, người chủ của cô ta, người chủ nhà của cô ta là người chồng. Vì vậy cho nên chữ bát tí mới gọi là chồng, nhưng mà không phải lúc nào chữ bát tí cũng là người chồng. Thí dụ như khi mà chúng ta đến nhà của người khác thì chúng ta hỏi ông chủ của nhà không, thì lúc đó chúng ta sẽ chữ bát tí, không phải là chúng ta hỏi như vậy có nghĩa là ông chồng có nhà không, không phải, mà đó là ông chủ thôi, chỉ là ông chủ. Nhưng nếu nói đến gia chủ thì phải là thêm chữ gá, là cái nhà, gá bát tí mới là chủ nhà, là gia chủ. Bởi học từ vựng, chỉ học từ vựng không thì chúng ta đã cảm thấy là rắc rối rồi thưa quý vị. Quy hí là lúa, chữ bánh lý là ngọc, nhưng mà chữ bánh lý đúng ra tên gọi của cái viên ngọc ước, hay người nào mà có được cái viên ngọc bánh lý ở trong tay đó thì muốn ước gì được nấy vân vân, thì chúng ta xài. Còn cái chữ ngọc đó, chữ rắc tăng nát mới là ngọc. Chữ phúc trí là cái bụng, thì bây giờ một số từ bị gợi ý như vậy đó, thì bây giờ chúng ta cứ dựa theo cái bản chia vị ngữ đã học xong đó, bây giờ chúng ta chia thử một cái từ đầu tiên là chữ ác ghi. Chủ cách là ác ghi, ác ghi, ác cà vô, đấu cách ác ghi, ác ghi, ác cà vô, sở dụng cách ác ghi na, ác ghi phi hi, chỉ định cách ác ghi nô, ác ghi sát, ác ghi năng. Số sư cách là Akina, Akimha, Akisva, và chữ số nhiều là Akvihi, Akvifi. Sở thuộc cách Akino, Akisa,
số nhiều là phi năng, định sở cách là tìm hí akismin akisuk, hồ cách akbit số nhiều akki akayo. Cũng như chúng ta chia chữ muni là tu sĩ, muni muni munayo, muni muni munayo, munida munihi munifi, munido munisa muninang, munida số sức cách là munida munimha munisba munifi munihi, sở thuộc cách là munino munisa muninang, định sở cách là munimhi munismin muniso, hô cách muni muni munayo. Với cái hai mươi lời mà chúng ta đã học đó, nếu như mà người nào chịu khó học quá, cứ mỗi một từ, mỗi một danh từ năm tánh vị ngữ ý mà chúng ta đã học đó, lúc ban đầu chúng ta còn coi theo bản chia chúng ta viết ra, nhưng mà dần dần chúng ta tập lấy cái từ đó rồi chúng ta nhớ trong đầu, chúng ta ghi ra chỗ cách chữ này là thế này, chữ kia thế kia. Thí dụ như chữ a hí là kẻ thù, chúng ta cứ chỗ cách a hí a hí a hát vô đó, cách là a hinh a hí a hà vô, vân vân. Chúng ta viết như vậy hết, chia hết 25 từ này là chúng ta cũng thuộc cái bản chia này rồi, thưa quý vị. Cách học của chúng ta như vậy, vì ở trong sách không có chỉ cho chúng ta cái cách học, ở trong sách chỉ, trong giáo trình chỉ đưa cho chúng ta một cái gợi ý, chúng ta phải tự mình sáng kiến để chúng ta tìm cái cách chúng ta học. Nếu như chúng ta là người tha thiết ưa thích để học tiếng Bali thì chúng ta phải làm gì? Ở trên thế giới này, tất cả những người mà họ giỏi về ngoại ngữ, họ cũng phải có cái cách học riêng của họ. Họ phải tự sáng kiến ra cái cách học của họ làm sao để nhớ. Cái đó gọi là luyện trí nhớ, chứ không phải là chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dựa theo sách rồi cái bản chia đó làm bài tập, phải để cái bản chia sát bên cạnh để mà chúng ta gặp cái từ ở trong đó, trong cái câu bài tập. Cái chúng ta lúc ban đầu chỉ một vài lần đầu á, thì chúng ta phải tra, phải kiểm tra cái bản chia chúng ta mới nhận định được. Nhưng mà sau dần dần chúng ta quen thì chúng ta tập nhìn vào trong một cái câu Bali, như nói là Gahapatayo Vihin Minanti, chúng ta gặp là chúng ta phải nghĩ ra tại sao Gahapatayo, vì cái danh từ Gahapati mà nó chia theo chỗ cách số nhiều Gahapatayo. Vi hình, vì danh từ có là vi hí, chia theo đó cách số ít là vi hình. Chúng ta gì? Thì chúng ta sẽ học giỏi, thưa quý vị. Giỏi hay dở do tùy chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng có thêm một số động từ, chúng ta học chín động từ nữa. Tính chính cái động từ này chúng ta chia giống như chữ động từ Pachati vậy đó, học thêm để mà chúng ta làm giàu từ vựng mà chuẩn bị làm bài tập. Khaniti là đào, đào bới. Khi mà chúng ta
canh hai tí chúng ta dịch là đào không đó, thì có đôi khi chúng ta lại hiểu sai, bởi vì trong cái việc của mình cái nào cũng là chữ đào, đào kép cũng là đào, mà trái đào tiên cũng gọi là đào. Thì bây giờ chữ khanh nó tí ở đây có nghĩa là đào bới, đào đất, bới đất. Còn chữ lý khá tí có là viết, viết chữ gọi là lý khá tí. À, cái chữ tí là đi đến, chữ a gác chữ tí có nghĩa là từ ở đằng kia mà đi đến đây mới gọi a gác chữ tí, còn từ đây mà đi đến đó, đi đến đằng kia đó thì chúng ta gọi gác chữ tí, không có cái tiếp từ ngữ a. Chữ quan đa tí có nghĩa là đảnh lễ hay là cúi lại. Và có một chữ sai. À, quý vị chờ chúng tôi lấy cái phong liền được. Quý vị ghi dùm là chữ Ahindati chứ không phải là Ahandati, ở trong cái bản in của chúng ta nó bị sai. Ahindati có nghĩa là đi lang thang. Chữ Chindati là cắt hay là chặt đốn, chúng ta xài chữ cắt chặt đốn. Chữ lắp phát tí là được hay là nhận được. Đá sát tí, đá, chữ đề, chữ đá có chấm dưới. Quý vị nhớ cái chữ đá có chấm dưới. Cái chữ đá chấm dưới, nếu mà chúng ta bỏ cái chữ chấm dưới thì chúng ta sai. Chữ paharati có nghĩa là đánh đập. Những cái động từ này bây giờ chúng ta chia thử, thí dụ như khanati là đào đất, nó đào thì gọi là xô khá là tí, tê khá đàn tí, khá nàng tí, chúng nó ăn đất thì ăn khá là xí, các ăn đào đất là tâm hê khá là thác, tôi đào a hăng khá nàm mít, chúng tôi đào mấy dân khi nằm á. Chúng ta xài chúng ta chia, các bạn chia thì cũng dễ thôi chứ, và cũng bằng cách này, tức là chúng ta lấy chính chữ này ra, chúng ta ở không đó, mà chắc có lẽ quý vị không có ở không nổi nữa, buông ra là chúng ta đi làm công việc hoặc là buông ra chúng ta đi ngủ rồi, không có không ở không đâu mà ngồi mà viết. Hồi xưa đó chúng ta học Pali đó, chúng tôi có cái may mắn là tại vì mình xuất gia ở chùa, và vào cái thời kỳ đó thưa quý vị, thời kỳ sau 75
thì không có đi tới đi lui được, mà lúc đó chúng tôi đâu có đi, còn nhỏ quá, chỉ là học thôi chứ đâu có đi tới đi lui chỗ này kia, đi dạy đi thuyết pháp đâu. Lại thêm nữa là hồi đó đó xuất gia xong á thì hỏi Thượng Tọa Đẳng biết là cái thời gian đó là chưa có cái iPhone, iPad gì cả, chưa có điện thoại di động. Các vị trẻ bây giờ đó, hay là chúng ta thời đại hiện đại bây giờ đó, cái thời hiện đại bây giờ đó, ngày cứ cầm cái iPhone, iPad, cầm cái điện thoại cảm ứng Samsung rồi đó, rồi cứ ngồi cái chơi game hoặc là coi tin tức, đâu có thì giờ đâu mà học mà ghi, cho nên không bao giờ chúng ta học giỏi được. Cái thời từ buổi bây giờ nó càng hiện đại, con người viết càng dở. Còn ngày xưa đó ở không, không có làm cái gì thì mình cắt cái từ mảnh giấy ra, cái mình viết đi viết lại, viết chừng nào thuộc thôi, cho nên học theo cách đó. Bây giờ người ta chê cái lối học đó, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi không biết ai chê sao, chứ còn bây giờ chúng tôi vẫn thích thú trong cái việc mà chúng tôi học Phật pháp, chúng tôi viết tay thôi chứ không có đánh văn bản, không có gõ trên bàn phím, viết tay thôi. Viết tay nó có cái lợi, một là nó luyện cho mình cái chữ viết đẹp nhanh, hai nữa là khi mà mình coi mình chép ra đó, mình viết tay đó thì đương nhiên là nó chậm hơn, nhưng mà viết thì dần dần đó cái in ở trong đầu của mình nhớ. Chứ tôi ngày xưa mà muốn đi dịch tạng luật Tam Tạng Bali đâu có, thưa quý vị, lúc đó mới giải phóng lên, mới năm sau 75, khó lắm. Chúng tôi phải, sau khi chúng tôi về học hành đàng hoàng xong rồi chúng tôi bắt đầu dịch về tạng luật, thì bây giờ chúng tôi phải đi mượn ở chùa Giáo Quang một cái quyển Chánh Tạng Pali, rồi Chánh Tạng Pali mà bằng Pali Thái. Rồi khi về chúng tôi chịu khó, chúng tôi ngồi chúng tôi phiên âm, chúng tôi phiên âm ra Pali Latin, chúng tôi viết thành một quyển những cái quyển luật bằng tiếng Pali Latin ở trên một cái quyển sổ sổ dày cỡ khoảng chừng 500 trang vậy đó, rồi coi theo đó, coi theo cái bản Pali Latin đó mà dịch ra tiếng Việt vậy đó. Rồi cứ ngồi miệt mài vậy, riết nó quen, trong cái tâm của mình cứ đọc cái từ Pali đó, đọc viết ra, viết cho nó đúng chính tả, thì đọc riết thì nó nhường. Có nhiều cách học lắm, thì bây giờ cái đó chỉ gợi ý cho các vị thôi, còn cái việc mà học hay không thì cái đó tùy, đi học thế nào cũng được. Thì đó là cái bài học của chúng ta đi là như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ có bài tập áp dụng cho các cái động từ và các cái danh từ bị ngữ ý này. Tuy nhiên cũng có một số danh từ năm tánh bị ngữ ác mà chúng ta ở trong cái câu bài tập vẫn sử dụng lại, thì quý vị nhớ học cái bài này phải nhớ lại cái bài trước một chút xíu. Cái phần A là dịch sang tiếng Việt từ Pali ra tiếng Việt, phần B là dịch từ Việt dịch sang Pali. Thì cái phần này kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ hướng dẫn cho cả lớp làm bài tập. Xin kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Thú Kính Cân, thì tổ chức sư. Thú Phật Kính Cân, thực ra thì mặc dù chúng ta càng học về sau này thì các cái câu nó càng dài ra, nhưng mà tương đối nó cũng còn rất là đơn giản. Ví dụ túc từ thì có thể là có hai ba, nó có thể là một cụm từ, một mệnh đề, nhưng mà nó vẫn chưa có nhiều cái khó khăn lắm. Thấy câu dài nhưng mà chúng ta đừng có nản, chúng ta vẫn tiếp tục làm theo cái cách rất là cổ điển. Cái này nó hơi nhà quê một chút, nhưng mà thiệt ra thì nó vẫn có thể giúp cho chúng ta, vẫn giúp thì giúp ta rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta dịch sang từ phần đầu tiên là dịch, dịch từ Phạn ngữ sang tiếng Việt. Và câu số 1, câu số 1 của chúng ta là Mudithammang pha sati. Mudithammang pha sati. Khi mà chúng ta chia văn phạm thì chúng ta cũng trở lại là Mudi là, và có vị nào cho chúng tôi cái nghĩa chữ Mudi không? Mudi là gì thưa quý vị ạ? Chữ thật ra thì chữ Mudi là chữ cũng có mang nhiều nghĩa lắm. Chúng ta càng học thì có nhiều cách dùng. Khi mà mình học một ngôn ngữ gì nguyên nghĩa đó thì mình học nó đơn giản, nhưng mà học càng sâu thì nó mang nhiều nghĩa. Đôi khi người ta không dịch chữ Mudi mà họ họ để nguyên hàm là Mudi, giống như Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là vị tu sĩ dòng họ Thích, nhưng mà chữ Mâu Ni đó đôi khi được hiểu là một ẩn sĩ. Ẩn Mâu Ni cũng nghĩa là một hiền triết. Thành ra cái chữ chữ Mâu Ni, chữ Mâu Ni, trước khi người ta không không có dịch tạm là Mâu Ni hay là Mâu Ni, nhưng mà chúng ta tạm hiểu là Mâu Ni ở đây là vị tu sĩ. Tham măng là tham má, là tham má là có vị đầu dịch thì tham má là pháp. Đâm mà là pháp. Pha sát tí, pha sát tí là pha sát tí là nói. Thật ra thì có nhiều động từ lắm, nhưng mà chữ pha sát tí thường chỉ cho một cái cách nói mà nó có ý nghĩa, nói mà nó có lợi lạc, nó có ý nghĩa. Thật ra ở đây thì chúng ta thấy rằng chữ mú ní là cách nào thưa quý vị ha? Mú ní là, mú ní là cách nào trong tám biến cách của danh từ quý vị? Mú ní là chủ cách số ít. Cách một. Đó là chủ cách số ít, đúng rồi. Cách một, cách một là chủ cách số ít. Đam măng là, đam măng là, đam măng là cách nào, cách nào số ít hay nhiều. Đối cách số ít. Pha sa tí. Pha sa tí là động từ ngôi thứ, ngôi thứ, động từ ngôi thứ, ngôi thứ ba số ít. Đúng rồi. Như vậy ở đây chúng ta dịch một cách bình thường đó là vị tu sĩ thuyết pháp. Thật ra chúng ta có chữ thuyết nữa là DC tí. DC tí thường khi mà chúng ta nói chỉ DC tí là thuyết pháp thì đấy, đúng hơn tại chữ hơi dài. Pha sát tí có thể nó một câu ngắn cũng là pha sát tí được. Nó một câu nó pháp. Pha sát tí thì chúng ta thì dịch là vị tu sĩ thuyết pháp, hay là vị tu sĩ nói pháp, hay vị tu sĩ giảng pháp. Hoặc là chúng ta dịch nghe nó hơi cao trọng hơn là bậc Mâu Ni, bậc Mâu Ni nói pháp, hay bậc Mâu Ni pháp. Bậc Mâu Ni thuyết pháp. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Câu số 2
Cái chữ này quý vị thường nghe, thường được nghe rất là nhiều. Nhưng mà ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta thì chúng ta có cái chữ hồi nãy thì tuần trước sư có nói chữ Pati đó, và Gahapati. Gahapati ở trong kinh đó, gọi là gia chủ, và chữ gia chủ nó có một cái ý nghĩa đặc biệt ở trong xã hội Ấn Độ. Thậm chí Đức Phật còn nói rằng trong cái các hội chúng là có hội chúng gia chủ, hội chúng gia chủ. Thì chúng tôi tạm nói như vậy, đó là những người gọi là Gahapati, là những người mà đã trưởng thành rồi và có cái khả năng để dẫn dắt, lo chăm sóc cho cả gia đình trên mọi phương diện, từ phương diện tài chính cho đến giáo dục cho đến sinh hoạt, thì gọi là gia chủ. Và nếu mà chúng ta nói trên phương diện chúng ta nói trên phương diện xã hội đó, thì cái tầng lớp gia chủ ở trong xã hội Ấn, chúng ta tạm gọi ở trong danh từ ngày hôm nay là giai cấp trung lưu, middle class, là cái người chủ nhà, cái người đàn ông thuộc giai cấp trung lưu. Tức là những người này thì đó là tương đối có một cuộc sống ổn định về gia đình, về tài chính. Những cái Gahapati là gia chủ. Chữ này quý vị sẽ thấy rất là nhiều. Đức Phật hay gọi các vị đó là các vị gia chủ. Cái từ đó không gọi đơn giản là chỉ là chủ nhà trong ý nghĩa bình thường, mà cả Gahapati gọi là tương đối là có xác nhận là vị đó có một cái nó cũng giống một cái địa vị vậy, và nó có địa vị như cái học trong kinh. Gahapati là gia chủ, quý hí là gì thưa quý vị? Quý hí là có vị nào tra dùng chữ quý hí ở trên. Quý hí là lúa thóc, quý hí là lúa thóc hay là lúa gạo, thì quý hí. Minanti, Minati là gì thưa quý vị? Minati là chúng ta người Việt Nam đọc cái chữ ná, chữ ná mà có n chấm dưới, chúng ta đọc giống chữ n không chấm dưới. Nhưng mà do chúng ta là người Việt, người Miên, người Thái, chúng ta không có giỏi về cái phát âm này. Nhưng mà đọc cho đúng ra, ná là chữ chúng ta cong lưỡi lên, áp lưỡi lên trong đọc. Minanti. Minanti, người Tích Lan họ đọc rất là rõ. Minanti là đông. Như vậy thì chúng ta có Gahapati ở đây, cái thành Gahapatayo là biến cách gì số sẽ nhiều, và biến cách gì số sẽ nhiều thưa quý vị. Biến cách hay nhiều. Chủ cách số nhiều là những người gia chủ, và những người gia chủ ở đây chúng ta có chữ nguy hiểm là cách gì thưa quý vị? Nguy hiểm là đối cách số ít. Thật ra cái này là sự khác biệt giữa tiếng Pali và tiếng Anh. Ở trong tiếng Anh thì khi mà chúng ta nói đông lúa hay là uống nước chẳng hạn, rice water chẳng, thì chúng ta không có dùng số ít được, chúng ta không có nói số ít được. Nhưng mà ở đây thì trong tiếng Phạn này thì ở đây chúng ta nói là đông lúa thì họ dùng số ít, còn khi mà chúng ta dùng số nhiều thì nghĩa là các loại lúa thóc, đông cái lúa thóc. Thì đôi khi mỗi ngôn ngữ có một cái cách riêng. Quý vị đừng hỏi tại sao, nhưng mà ở đây thì chúng ta cứ nói là những gia chủ đông lúa. Được rồi, bây giờ chúng ta bước qua câu số 3. Những người gia chủ đông lúa. Những gia chủ. Và thật ra thì chúng ta cũng không cần phải bỏ chữ người trong đó. Những gia chủ đông lúa.
Và bây giờ chúng ta đi qua câu số 3, quý vị. Ahi Atipatino Hattang Dasati. Ahi Atipatino Hattang Dasati. Ahi, ahi là con gì thưa quý vị hả? Ahi, ahi, ahi là con gì quý vị? Dạ, con rắn. Đó là danh từ, là danh từ bị ngữ ý mà chủ cách số ít. Dạ, con rắn. Atipatino, 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 Atipati là gì thưa quý vị? Atipati là gì? Atipati. Có vị nào tra chữ Atipati không? Dạ, người nhà lãnh đạo hay là người người dẫn đạo? Dạ, người dẫn đạo. Thật ra có người lãnh đạo trong tiếng Việt Nam thì nghe nó lớn, mình cứ tạm gọi là ông sếp đi. Ông sếp đi. Dạ, thì cái câu này mình nói, mình nói chuyện thường mà mình nói nhà lãnh đạo nghe to to, to chuyện quá, mình tạm gọi ông sếp. Cái này chúng ta chỉ đề nghị là tạm gọi thôi nha. Dạ, ông sếp. Hát tăng. Hát tá là gì thưa quý vị? Hát tá, hát tá. Hát tá là, hát tá là tài, tài. Dạ, dạ. Đa sa tí. Đa sa tí là động từ, nghĩa là, nghĩa là cắn. Dạ, con rắn cắn tay của. Dạ, em dịch như vậy cho nó nghe nó gần gũi cho ta chút. Mà nó con rắn cắn tay của nhà lãnh đạo thì nghe nó hơi xa xôi, vì con rắn cắn tay ông sếp. Dạ, câu này là câu số 4. Isi, Isi, Pandina, Maning, Kenhati. Isi, Pandina, Maning, Kenhati. Isi. Sẽ chữ ý xí này gì hả? Là vị ẩn sĩ mà cũng kia cũng nghĩa là vị vị tiên đó, tức là người sống ở trên núi mà đạo sĩ mà hạng cao ý xí, giống như chúng ta có ý xí Patana là chư chư tiên đọa sĩ. Dạ, dạ thì dạ, chữ ý xí. Dạ, ý xí. Pani, Pani, Pani là gì thưa quý vị? Pani là, Pani là bằng tay, bằng tay. Mani, Mani là gì thưa quý vị? Mani là gì? Mani. Viên ngọc. Thật ra thì chữ mani á, chúng ta nên dịch là ngọc mani. Ngọc mani nếu chúng ta âm còn, nếu chúng ta dịch là gọi là ngọc như ý, hay là như ý bảo châu. Yeah. Cái chữ ngọc là chữ khác, chữ ngọc là chữ ratana là chữ khác. Nhưng mà khi chúng ta nói ngọc mani, ngọc như ý hay là như ý bảo châu thì chúng ta dùng cái chữ mani. Dạ, chữ mani nó có nghĩa đặc biệt hơn là viên ngọc bình thường. Dạ, quý vị. Dạ, ngọc mani. Vị ẩn sĩ. Kenhati. Kenhati. Kenhati ở đây là cầm lấy. Dạ. Vị ẩn sĩ cầm lấy viên ngọc mani với bàn tay của mình. Bây giờ chúng ta qua câu số 5.
quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Nipayo Kirimhi Vasanti. Nipayo Kirimhi Vasanti. Nipa. Nipa là gì thưa quý vị? Nipa. Nipa là những con báo. Nipi. Nipi, chắc xin lỗi quý vị. Nipi. Nipayo là những con báo. Girimhi, giri là gì? Giri, giri. Nipayo, girimhi. Núi, dạ, yeah, giri là núi. Girimhi là cách gì? Biết cách gì thưa quý vị? Là định sơ cách. Số ít. Vasanti là Vasanti, Vasanti. Nipayo Kirimhi Vasanti. Vasanti là sống. Dạ, những con báo sống trên núi. Chúng tôi nhắc quý vị là nếu mà quý vị thấy rằng câu nào mà chúng tôi nói nó hơi nhanh, tại vì chúng tôi thấy quý vị làm khá rồi, nó hơi nhanh đó, và quý vị muốn chúng tôi chậm hơn chút xíu, chúng tôi sẽ làm chậm trở lại cho quý vị nhé. Tại vì chúng ta bước qua câu số 6. Ari Asina Patin Baharti. Ari. Ari. Ari là gì thưa quý vị? Ari. Ari là kẻ thù. Bởi vì có nhiều khi chúng ta giảng chữ Arhang. Arhang là chữ Ari và Hata. Ari là kẻ thù. Hata là giết. Nên chữ Arhang chúng ta thường chỉ là sát tắc. A-la-hán là sát tắc, tức là đã đoạn trừ phiền não, tức là sát tắc. Nhưng mà A-ra-hát-tí cũng như là xứng đáng, thành ra chữ A-ra-hăng hay là ứng cúng nhiều nghĩa. Nhưng mà chữ A-ri ở đây là kẻ thù. A-ri là kẻ thù. A-si-na, A-ri, A-si. Chúng ta, hôm nay chúng ta có ba chữ A-ri, A-si, A-hi. Dạ, A-ri, A-si, A-hi. A-si. Asi là thành gươm. Asi là thành gươm. Pati là gì thưa quý vị? Pati, pati. Pati là người chủ hay là người chồng? Dạ, người chồng. Ở đây chúng ta đã biết là người chồng. Parhati. Parhati là gì thưa quý vị? Parhati. Parhati. Parhati là ở đây đúng dịch là chữ đánh, nhưng mà chúng ta dùng chữ chém. Dạ, chúng ta dùng chữ chém. Đánh bằng thanh gươm tức là chém. Kẻ thù chém người chồng với thanh gươm, hay là kẻ thù chém người chồng bằng thanh gươm, kể là câu chuyện gì đó. Kẻ thù chém người chồng với thanh gươm. Kavayo Kipamhi Nithin Kananti. Kavayo, Kavayo, Kavayo là gì thưa quý vị? Kavi, Kavi là gì? Kavi là gì? Kavi là thi sĩ, Kavayo là những thi sĩ.
những nhà thơ, những thi sĩ. Nipamhi thì chữ Dipa là ngọn đèn hay là hòn đảo, một trong hai nghĩa. Ở đây thì trong cái ngữ cảnh này chúng ta là hòn đảo, thì những thi sĩ trên hòn đảo. Nichi là gì? Nichi là của báo hay châu báo? Nichi là của báo hay là châu báo, hay là của trung cực, của đế dân, của trung cực? Nichi là của đế dân. Khánh Anh Tý là đào. Đào là những thi sĩ đào bới của trung cất trên hòn đảo. Thực ra thì chúng ta cũng không biết tại sở đi sẽ dùng chữ thi sĩ, chắc là trong bài học thôi, nhưng mà đem thi sĩ mình đi đào của trung cất thì chắc là thi sĩ nào đó họ có tiền nhiều hơn các thường mà chúng ta nghe như là ăn trộm, hay là kẻ trộm, hay là người nào đó đào đào châu báu. Những lần đầu tiên ta nghe những thi sĩ, nghe mới nghe những thi sĩ nghe cái gì rất là thơ mộng, đi đào của chung các thì nghe nó cũng thơ, không có thi vị chút nào. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta qua câu số 8 nha. Và câu số 8 Tuan Atitinang Aharang Desi. Tuan Atitinang. Tuan là nhân xưng đại danh từ. Ngôi thứ mấy? Số ít hay số nhiều thứ vị? Ngôi thứ hai số nhiều là anh hay là bạn? Anh. Anh. Atitinang. Atitinang là Atiti. Atiti là cách sửa thầy số nhiều thứ vị. Atiti thầy số nhiều. Atiti là chỉ định cách số nhiều. Atiti này. Ahara là Ahara là thức ăn, là thực phẩm. Ahara. Desi, từ chữ Desi. Desi. Đề tí là đề tí là cho. Toán tí thi năng a hà răng đề sĩ là anh cho thực phẩm đến những người khách. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi nhắc là có những cái từ ở trong tiếng Pali họ dùng số ít, nhưng mà thật ra trong tiếng Anh thì mình không nên nói như vậy. Nhưng mình cho thực phẩm thì không thể mình dùng số ít được, nhưng mà ở đây thì chúng ta nói thực phẩm, cho thực phẩm đến những người khách. Rồi bây giờ chúng ta sang câu khác, câu số 9 thưa quý vị. Câu số 9 Tumhe Udathimhi Kilatha Umde. Tumhe là nhân xưng đại danh từ. Nhân xưng đại danh từ
là các anh ngôi thứ hai số nhiều, các anh tung hê, dạ tung hê. Udathi là gì thưa quý vị? Udathi, Udathi. Udathi, Udathi là biển. Lúc đó đây chúng ta dịch là beach, không phải là ocean. Ocean ở trong tiếng Anh, ở trong tiếng Việt của chúng ta thì không có phân biệt rõ về chữ này. Nhưng mà không sao, không sao. Kilatha là gì? Kilatha, Kilatha là Kilatha là giỡn hay là vui đùa. Dạ, Kilatha là vui đùa hay là giỡn. Dạ, đùa giỡn Kilatha. Dạ. Ok, thì các anh vui đùa ở dưới biển, anh gì ở yên là dạ anh vui đùa trên biển. Chữ này tiếng Việt Nam chúng ta không có phân được chữ beach và chữ ocean, nhưng mà thôi mình cứ dịch là các anh chơi chơi đùa trên biển cũng được, chẳng không sao. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 10. Quattro luoghi ma se pilanti, quattro luoghi ma se pilanti. Chữ này chúng ta gia thị, chúng ta qua gia thị là bệnh, bệnh tật. Dạ, bệnh tật, gia thị là bệnh tật, gia thị là bệnh tật. Luke, chữ Luca, Luca là gì? Luca, Luca là thế gian hay là trong đời? À, hay đời. Ở đây Luke là trong thế gian hay trong đời? Manusa là Manusa, Manusa là con người. Dạ. Yeah. Pilanti, Pilanti là Pilanti. Có vị nào nhớ chữ Pilanti không? Pilanti là bức bạch hay là bạch hại, bệnh tật. Dạ, bức bạch người trong trong thế gian, bệnh tật bức bạch người trong đời. Dạ. Thật ra cái câu này nó là một ở trong những bệnh tật. Dạ, không phải không có dùng chữ là ở đây được. Dạ, ở đây chúng ta động từ không phải chỉ là bệnh tật bước bách con người trong đời. Dạ đúng rồi, bệnh tật bước bách con người trên thế gian. Dạ. Câu số 11. Ahino kuching baharti, baharti, baharti là baharti. Hồi nãy chúng ta có chữ baharti là đánh. Capi là gì thưa quý vị? Capi, capi, capi. Hôm nay chúng ta capi là con gì? Con khỉ. Dạ, capi là con khỉ. Ahino, ahi, capi ahi, ahi là con rắn. Dạ, capi là con khỉ. Ahi là ari là ari là gì thưa quý vị? Ari, 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 ari là kẻ thù.
Bài học hôm nay chúng ta có ba chữ gần gần nghe gần gần như ari ahi api capi ahi ahi là con rắn kuchi 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 cái bụng dạ kuchi bụng bụng dạ bụng kuchi là cái bụng barhati 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 con khỉ đánh vào cái bụng con rắn dạ, bụng của con rắn dạ con khỉ đánh vào bụng của con dạ đúng rồi bây giờ là quý vị học thứ bài ba bài nữa quý vị có thể dịch kinh được rồi đó có thể dịch những câu dài như vậy rất là tốt câu số 12 Kavino Vuthinhi Manayo Pakwanti câu số 12 Kavino Vuthinhi Chim hi Manayo Pawanti Cá ví là gì? Cá ví là gì thưa quý vị? Cá ví, cá ví. Cá ví, chúng ta mới học nhà thơ hay là thi sĩ. Yeah, thi sĩ. Bút chim hi. Bút thi. Bút thi là gì? Bút thi. Bút thi. Bút thi là cái nắm tay. Ở trong tay là fist. Dạ, nắm tay. Trong nắm tay, cái tay nắm lại. Manayo. 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 Mani là gì? Mani. Mani là... Mani là ngọc như ý. Đừng chỉ ngọc, ngọc như ý. Hay là như ý bảo châu. Còn nếu không, chúng ta cứ nói ngọc mani. Ngọc mani. Thiệt ra ngọc mani cũng có được xài phổ thông trong chữ Hán ở Hán cũng mang đi từ Ngọc Dưới Phong Bát Tý Phong Bát Tý là gì thưa quý vị Phong Bát Tý Phong Bát Tý là có dạ là thi sĩ có ngọc mang đi ở trong tay thi sĩ có ngọc mang đi trong tay câu này là một câu nói ví von dạ, câu này ví von tức là muốn nói rằng vị thi sĩ có cái khả năng biến hóa vô cùng là khiến cho người ta vui cho người ta buồn bằng cái nghệ thuật của mình tức là bằng cái thi tài của mình dạ yeah, bằng thi tài của mình thì nó thi sĩ cứ gọc mang đi trong tay một câu nói ví von chứ không phải là mình hiểu cái đấy cũng được không sao nhưng mà đó là câu nói như vậy. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 13. Yeah. Chúng ta câu số 13. Rabbi Girimha Udeti. Rabbi. 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 Câu này cũng là một câu câu nói nó có thể là văn chương thôi. Chứ thực sự cũng phải vì Rabbi là Rabbi là mặt trời. Dạ, yeah, Rabbi là mặt trời. Girimha, Girimha. Girimha là Giri là gì thưa quý vị? Giri là gì? Giri là gì? Giri là núi. Dạ, yeah, núi. Udeti. Udeti là mọc. Là mặt trời. Trên núi, yeah. Mặt trời mọc trên núi, đúng ra là mặt trời mọc từ đỉnh núi, và yeah. Mặt trời mọc từ đỉnh núi, tại vì ở đây là xuất xứ cách, Karimha là từ núi, và yeah. Mặt trời mọc từ đỉnh núi, yeah. Từ đỉnh núi, thì đó là cái cảnh tượng thôi, không phải mặt trời trong núi mọc ra mà chúng ta nhìn thấy là từ núi từ mặt trời mọc lên từ từ đỉnh núi, từ đỉnh núi. Rồi bây giờ
Chúng ta qua câu số 14. Bữa nay mình làm hết 15 câu tiếng Việt, 15 câu dịch sang Việt, 15 câu dịch sang Bali của tiếng Việt. Hy vọng là có đủ giờ. Ahang vihinang rasing pasami. Ahang vihinang rasing pasami. Ahang là nhân xưng đại danh từ. Ngôi thứ tôi, số, ngôi thứ nhất số ít tôi. Quý hí là gì? Quý hí hồi nãy chúng ta có nói rồi đó. Những gia chủ đông đồng lúa, dạ, câu này tức là quý hí thì lúa thóc. Rasi là gì? Rasi Rasi là đống, dạ, đống Rasi. Bassami, Bassami, và từ Bassati, Bassati là gì thực tế? Bassati. Nhìn thấy, dạ, nhìn thấy. Tôi thấy một đống lúa, dạ, tôi thấy đống lúa. Thật ra nếu mà dịch đúng thì mình nói rằng một đống của lúa, nhưng mà tiếng Việt Nam mình chữ của nghe nó vô duyên lắm. Cho nên chúng ta không dịch chữ của, nhưng mà trong đây thì chúng thấy là y năng rising. Yeah. Rising là đống, là túc từ trực tiếp. Yeah. Vì y năng ở đây là lúa và là sở hữu cách. Thật ra tôi thấy đống lúa. Yeah. Quý vị thấy rằng đôi khi ngôn ngữ này chỉ có ngôn ngữ kia đó, chúng ta phải linh động. Về sau này có nhiều vị họ dịch cho đúng sắc trong Bali đó. Họ dịch thêm mấy chữ thì mình đọc tiếng Việt nghe nó lùm thùm lắm. Ở nhiều khi trong tiếng Việt cái văn phong chúng ta nó khác. Dạ, yeah. Chúng ta không nói, chúng ta nói đống lúa, chúng ta không nói đống của lúa. Yeah. Câu số 15 là câu sau cùng. Dạ. Yeah. Của phần dịch từ Bali sang Việt. Mayang kami ahindama. Mayang là nhân xưng địa danh từ ngôi thứ mấy thưa quý vị? Mayang là chúng tôi ngồi thứ nhất số nhiều. Game thì chữ gama. Gama là ngôi làng. Adigame thuộc về các tàu, thuộc về định sở cách số ít. Game Ahindati là đi lang thang. Yeah. Chúng tôi đi lang thang trong làng. Yeah. Chúng tôi đi lang thang trong làng. Rồi bây giờ chúng ta đã qua xong một bài, một phần là dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt. Yeah. Bây giờ chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Bali. Yeah. Phần này thì dễ hơn vì chúng ta dịch từ tiếng Việt, thưa quý vị. Những con báo giết con nai. À, những con báo giết con nai. Con báo là gì thưa quý vị? Dạ. Cái dịch chúng ta ở đây là chúng ta dịch từ chữ trước. Những con báo là gì? Là đi bí. Rồi con nai là gì? Con nai là miga. Giết là ma reti. Dạ, có biết biết chữ ma reti.
Đúng rồi. Và do vậy chúng ta dịch là những con báo Nipayo Vige Paranti. Nipayo Vige Paranti. Paranti là những báo con này. Vì ẩn sĩ từ núi đến. Vì ẩn sĩ từ núi đến. Vì ẩn sĩ. Ẩn sĩ ở đây là chữ. Ẩn sĩ ở đây là chữ. Ý sĩ. Dạ đúng rồi. Ý sĩ. Đến là chữ động từ. Động từ gì? Chữ đến là động từ gì thưa quý vị? Đến là động từ gì? À, cách chặt tí đúng rồi. Từ núi. Núi là Giri. Nhưng mà từ núi là Girimhar. Chúng ta hồi nãy chúng ta học rồi. Girimhar. Girimhar. Vì ẩn sĩ đến từ núi. Ishi. Girimhar. Agachati. Là vì ẩn sĩ đến từ núi. Bây giờ chúng ta dịch câu này, câu số 3. Có một thanh gươm ở trong tay kẻ thù. Có một thanh gươm. Chữ có. Có ở đây chúng ta giải sản động từ. Hồi nãy chúng ta có chữ có rồi, thưa quý vị. Có ở đây động từ gì? Có là Phawati. Dạ, Phawati phải Phawanti, Phawati là động từ có, Phawati. Tay của kẻ thù. Tay của kẻ thù là gì thưa quý vị? Dạ. Tay của kẻ thù. Kẻ thù là Ari. Dạ. Tay là gì? Trong tay. Hát thề. Ở đây chúng ta có thể dịch cái tay nói chung thư việc cánh tay. Trong tay ngữ pháp đi chữ hát thê là đúng không? Dạ. Hát thê trong tay. Hát thác. Thanh gươm. Có vị nào nhớ chữ thanh gươm không? Thanh gươm. Thanh gươm là xích. Axit. Ok. Bây giờ đó, trong tay kẻ thù là Arino Hathe. Arino Hathe là kẻ thù. Axit là thanh gươm. Không mà tí. Chúng ta dịch câu này là gì? Arino Hathe Axit không mà tí. Là có thanh gươm ở trong tay kẻ thù. Chúng ta dịch câu số 4. Câu số 4 là có những hòn ngọc trong nắm tay của người gia chủ. Chúng ta cũng nhớ là chỉ có ở đây là pháo hoa tí. Trong cái nắm tay. Ở đây chúng ta dịch đúng là trong nắm tay. Hòn ngọc trong nắm tay. Hòn ngọc là gì thưa quý vị? Ngọc gì? Đúng là chúng ta dịch ở đây là có những hòn ngọc mani trong nắm tay của người gia chủ. Có những hòn ngọc mani trong nắm tay người gia chủ. Mani
Nếu mà ta dịch ở đây, chúng ta dịch là số nhiều là Manayo. Gia chủ là gì quý vị? Gia chủ, nãy chúng ta có chữ gia chủ. Gia chủ, gia chủ là, gia chủ là cái Hapati, mà của gia chủ là cái Hapatino. Cái nắm tay, dạ quý vị là nhìn, nắm tay là bút thị, là nắm tay bút thêm hí là trong nắm tay. Thật ra chúng ta dịch là cái này, chúng ta nói ngược quý vị. Nếu dịch chúng ta đi đó, là chúng ta phải dịch như vậy là Gahapatino Buddhimhi Manayo Pawanti. Gahapatino Buddhimhi là trong nắm tay của người gia chủ. Manayo Pawanti, có những viên ngọc ở trong nắm tay của người gia chủ. Câu này á, thực ra ở trong phần trên mình đã có rồi, nhưng mà bây giờ thì dịch lại thôi. Đổi một chút thứ thì đổi một chút. Chúng tôi cho người khách vật thực, chúng tôi cho khách thực. Đúng ra thì cái chữ vật thực cũng có thể xài được, nhưng mà bây giờ thì chúng ta nói quen cứ nói vật thức ăn hay đồ ăn để quý vị quan hỷ chơi chúng tôi. Hello. Linda, sao Linda? Bây giờ đó là cần cái chi tiết ngày nào mà nhập điểm đó, giờ giờ nào nhập điểm, bây giờ nào mà mình hỏa táng, mình phải phải có cái chi tiết đó, Linda. Được 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 Linda, tức là bây giờ mình đã nói chuyện với họ ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật phải không? Rồi rồi. Được, nhưng mà nếu rồi lát chút xíu sư đang làm chuẩn bị công phao thóc đó, khoảng một khoảng tiếng hồ nữa sư gọi lại cho nha. Rồi rồi. Ô, xin lỗi quý Phật tử, chúng tôi là gì thưa quý vị? Chúng tôi có vị nào dịch cho chữ chúng tôi là ma dằn. Đúng rồi, ma dằn. Khách là gì? Khách là gì thưa quý vị? Khách là khách là Atiti. Có vị nào nhớ chữ khách không? Atiti. Atiti là khách. Thức ăn hay là thực phẩm? Thức ăn, thực phẩm. Nói thử ngày xưa các ngài hay gọi vật thực. Vật thực hay vật thí, chữ vật hay xài nhiều. Bây giờ chúng ta nói thức ăn hay thực phẩm. Thực phẩm, thức ăn là, thức ăn là chữ rất là quen thuộc, ahara. Ahara chữ như thức ăn, chữ thực, chữ này chữ ahara, chữ 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 này chữ ahara là viết dài thứ vị, a dài, a dài, ahara, ahara. Và cho là chữ gì thưa quý vị? Cho là có vị nào có chữ cho là đề tí. Đề tí, đề tí. Cái chữ cho ở đây, chữ đề tí ở đây đôi khi nó có cái nghĩa là mình trao, chứ không hẳn là mình cho, giống như là mình không hẳn là giống như là mình bố thí nha. Nhưng mà cũng được. Đề tí, đề tí. Bây giờ thì chúng ta có là ma văn. Nếu mà khách, nếu mà khách là khách
là đối khách xuất là gì thưa quý khách giúp quý vị qua nghỉ chờ chúng tôi một chút. Atitin thực phẩm là thực phẩm aha aha rằng và nếu mà đi tí mà nếu mà ngôi thứ nhất số nhiều là ngôi thứ số nhiều là ngôi thứ số nhất nhiều là đề mát đề mát mà dân Atitin aha rằng đề mát đề mát cái câu này hơi dài chút xíu. Thật ra thì chữ nó không có khó. Giờ chúng ta học để giờ. Quý vị thấy rằng thật ra không có khó được. Những cái khi mà mình học mình cố học chung quanh bài tập á, tại bài bài tập thì chúng ta dùng cái chữ là xào đi xào lại đó, thì chỉ cái chuyện đó câu mình thêm bớt thôi. Và dần dà rồi đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể làm cái câu dài thật. Sao hết? Câu số 6 này nó hơi dài một nha. Là những đứa con của bác nông dân đông một đống lúa những đứa con của bác nông dân đông một đống lúa những đứa con bây giờ ở đây đó chúng ta cắt được khúc thứ vị những đứa con của bác nông dân chúng ta nhớ chỉ gì không chúng ta dịch như những đứa con của bác nông dân cách sắc cá cách sắc cá là bác nông dân và của bác nông dân là Kassakassa. Buddha là con trai. Những đứa con của bác nông dân là Buddha. Buddha. Dạ, đó là những đứa con của bác nông dân. Một đống lúa. Đống lúa hồi nãy chúng ta học rồi. Dạ. Đống lúa, có vị nào học đống lúa không? Lúa là Nguy Hí. Và Bà Ra Sĩ. Vihirasi. Ở đây khi chúng ta nói một đống của lúa là Vihino Rasi. Vihirasi là đống lúa. Giờ quý vị thấy đơn giản không? Mình cắt từ khúc mình dễ dịch lắm. Những đứa con của bác nông dân Kassaputta và đống lúa là Vihino Rasi. Và chữ đông hồi nãy có vị nào nhớ chữ đông không á? Đồng lúa. Mí. Mí gì thưa quý vị? Mí đạt tí. Mí đạt tí là đồng đo. Chữ ní ở đây có dấu chấm dưới nha. Mí nan tí. Mí nan tí. Kassa. Cái đề đọc có khi có nhiều vị không quen đọc liếu lưỡi Kassaka là nông dân Kassaka là của bác nông dân Kassaka Buddha Vihino Rasin Minanti bây giờ câu tiếp theo giống như câu chuyện cổ tích một câu lấy từ câu chuyện cổ tích câu số 7 chúng ta đi vào câu số 7 con rắn nhận được thức ăn từ một thi sĩ vị thi sĩ chắc không cần chữ vị ở đâu được chữ vị nghe nó mệt quá từ thi sĩ được rồi từ khi mà chúng ta dịch chúng ta bỏ bớt những chữ nó không cần thiết thì nó dễ hơn và từ một thi sĩ câu này cũng vui thú vị hôm nay chúng ta nghe thi sĩ mà đi đầu của Trung Cất hay là thi sĩ mà cho rắn ăn thì cũng thì bữa tết đã tái thì biết mấy câu này cũng vui
con rắn vị nào? Con rắn vị nào dịch chứ? Con rắn là a à, tí dạ ấy là cái rắn là ấy là thì siêu sẽ quý vị là chậm nhận được hay là có được? Nhận được có được là phát tí. Oh wow, có một vị làm nhanh quá ha, tốt quá. Tôi sợ thực phẩm aha rằng đúng rồi chứ. Từ thi sĩ là Kavimha. Kavimha Ahi Kavimha Aharang Lafati. Lafati là có được, nhận được. Câu rắn có được thực phẩm từ từ thi sĩ. Thi sĩ mình đó nghe cái gì nó cần nên thơ mà. Mà nói con rắn thì nghe nó không nên thơ, nhưng mà hai cái ghép chung cũng được. Bây giờ chúng ta sang câu số 8 là vì những vị tu sĩ đốt lửa. Những vị tu sĩ đốt lửa. Câu này thì ngắn thưa vị. Câu này thì ngắn. Những vị tu sĩ đốt lửa. Bây giờ mình dùng những vị tu sĩ ở đây dùng chữ bố lý nha. Bố lý là vị tu sĩ. Thật ra trong xã hội Ấn Độ thì chữ tu sĩ nó có nhiều chữ lắm, thưa vị, nhiều chữ lắm. Và mỗi một chữ đó, nó có một cái nghĩa nó hơi khác khác đôi chút. Ví dụ như sa môn chữ samadhi cũng vì là tu sĩ, muốn đến việc tu sĩ được. Bây giờ thì tu sĩ là muốn đi. Muốn đi. Đốt lửa. Hình như hôm nay chúng ta có học cái chữ này thì phải. Chúng tôi nhớ ở mấy cái các chữ đốt ở đây thì không, không chữ bên đây không có học chữ này. Chữ đốt, đốt lửa, thắp lửa. Nhưng vì tôi sẽ thắp lửa. Cảm ơn cậu tôi siêu. Tự nhiên quên chữ này. Tự nhiên quên chữ cha lê tí. Cảm ơn cậu. Có nhiều khi học về sau này chắc là phải có sự tội để sửa gọi nhắc tuồng đấy, có nhiều khi cũng quên chứ đâu. Cho lê tí dạ thấp cho lê tí cho lê tí lửa là aki aki thưa quý vị. Aki có vị nào dịch dùng cho những tu sĩ chủ các số là gì? Như chủ số nhiều là chứ nhiều là bú đi bú na vô bú na vô acting challenge tí đúng rồi. Giỏi quá thật rồi. Có bị dịch thì là hay lắm á. Bú na vô acting challenge tí challenge tí. Quý vị biết một điều đó là thường thường mình học á, ví dụ người Việt Nam mình học tiếng Anh dịch sang tiếng Việt nó dễ nhớ hơn là tiếng Việt dịch sang tiếng Anh. Tiếng Bali có nhiều khi tiếng Bali đọc dịch sang tiếng Việt thì dễ nhớ, mà có nhiều tiếng Việt dịch sang Bali thì mà không có thường làm đôi khi quên. Bây giờ chúng ta học sang câu số 9. Câu số 9. Người gia chủ nhận hòn ngọc từ nhà lãnh đạo. Cái lông trọng ấy nha. Người gia chủ nhận hòn ngọc. Bây giờ mình đừng có nói chữ mani cho nó phiền, là ngọc mani ngọc dĩ gì, chúng ta cứ tạm dịch cái hòn ngọc đi. Hòn ngọc chứ. Người gia chủ nhận hòn ngọc từ nhà lãnh đạo. Gia chủ là gia chủ, chữ này mình xài nãy giờ. Quý vị nên nhớ chữ này, tại nói đi đó là chữ này đọc điêu là chữ trong kinh nhiều lắm, nhiều lắm. Mình là người học kinh
Dạ đúng rồi, cái hepatitis. Cảm ơn quý vị, cái hepatitis. Cái hepatitis. Người lãnh đạo là cái gì hepatitis cho quý vị? Một bên là cái hepatitis, một bên là lãnh đạo cũng có chữ hepatitis, nhưng mà cái người lãnh đạo là adipati. Dạ rồi. Dạ. Quý vị làm nhân nhân thôi thì là tự sư phải nhắc. Dạ adipati. Dạ. Gahapati adipati. Viên ngọc là mani. Dạ. Nhận được là lapati. Dạ. Dạ quý vị phải làm nhanh chút xíu. Là tự sư thấy hơi chậm. Bây giờ chúng ta ghép lại là người gia chủ là chủ cách là Gahapati. Gahapati chủ cách số ít. Từ nhà lãnh đạo là Adipatimha. Adipatimha. Viên ngọc là Manin Lapati. Dạ. Yeah. Dạ, Gahapati Adipatimha Manin là phát tích. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 10. Câu này thì cũng không có khó. Dạ, nhưng mà nó cũng hơi dài chút thôi chứ không có khó. Dạ, câu số 10 là những con khỉ trên cây đánh con báo. Dạ, những con khỉ trên cây đánh con báo. Những con khỉ. Quý vị nào nhớ những con khỉ là gì không? Những con khỉ. Những con khỉ. Dạ. Cặp bây vô. Dạ, cả hai đều là con khỉ hết. Dạ, con khỉ hết. Nhưng mà cáp bí là con khỉ, cáp bí là con khỉ mà Wanarak là con khỉ. Chúng tôi biết cả hai chữ đều là con khỉ, nhưng mà thật ra chúng tôi không có biết, không biết thì tội tôi siêu nghĩ là hai chữ con khỉ nó có khác nhau chỉ chữ cáp bí và Wanarak, không biết thì tội có thường tôi có phân biệt có gì khác biệt không? Tiếng Việt Nam của chúng ta thì có nhiều con khỉ như là con khỉ, con vượn, con đười ươi, con giả nhân này đó, mà thật ra thì từ từ đọc này nghĩ là con khỉ thì chắc cũng ít có phân biệt. Thôi bây giờ chúng ta dùng cái chữ là, dạ muốn dùng chữ đọc được, mình dùng cái chữ cho dễ nhớ thì chúng ta dùng cái chữ Vanara đi. Dạ Vanara để ôm lại cái danh từ năm tánh cái người ác, hay là những con khỉ ở đây tên là Vanara hay là Kapayo. Kapayo. Vanara trên cây, trên cây thưa quý vị, rút khá là cây, ở trên cây là gì vậy? Rút khá là cây, ở trên cây là Rukhe. Rukhe. Dạ, đánh là cái gì thưa vị? Đánh là Brahati. Dạ, đúng rồi, Brahati. Con báo. Hôm nay chúng ta mới học chữ này, con báo. Con báo là DP. Dạ, DP. Như vậy thì mình dùng cái chữ Wanara, Rukhe, Diping, Baharanti, yeah, Baharanti, yeah, là những con khỉ đánh con báo trên cây. Chắc là con báo thì nó bị thương hay sao nó thất thế thì là con báo đánh con khỉ. Nhưng mà chắc là một bầy khỉ nó xuống là tấn công con báo. Yeah, chúng ta tạm gọi là những con khỉ tấn công con báo trên cây. Yeah. Giờ thưa quý vị, chúng ta còn mấy câu nữa hả? Quý vị chờ chút xíu chút. Ôi, chúng ta cũng sắp xong rồi, còn bốn câu nữa là hết rồi.
Nhà lãnh đạo đánh kẻ thù bằng thanh kiếm. Nhà lãnh đạo đánh kẻ thù bằng thanh kiếm. Trong cái Cái hai bên câu tiếp là gia chủ. Dạ. xin lỗi thượng Dạ thỉnh. tọa, Dạ thỉnh sư huynh. xin lỗi thượng tọa, Dạ thỉnh sư trong huynh. cái câu mà những con khỉ trên cây đánh con báo đó, Dạ. thì cái chữ rút đi mình nên đặt ở phía trước những con khỉ, như Dạ vậy được thì sư huynh. mới dịch Dạ. là những con khỉ trên cây. Dạ 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 Còn được dạ. ở đây nếu mà để Wanara Rukhe đi binh Paranti là những con khỉ đánh con báo trên cây, Dạ. Dạ dạ rồi, dạ rồi, nó dạ khác phải, dạ phải. nhau. Dạ. Chữ rút đi Rukhe đó. Vanara, dạ xin lỗi quý vị. Dạ Rukhe Vanara. Dạ, chỗ này nó cũng là một cái lệ mà chúng ta phải để ý là đôi khi chỗ Rukhe những con khỉ trên cây chúng có báo. Dạ đúng rồi, xin lỗi, xin lỗi. Thường là nó đảo đảo ngữ thì không có gì, nhưng mà ở đây thì dạ. Rukhe Vanara Dibin Barhati. Quý vị còn khi sửa thì chúng tôi câu đó Rukhe Vanara thêm chữ ý phải sao nữa. Những con khỉ trên cây, thay vì chúng ta nói là, chứ không phải là những con khỉ đánh con báo trên cây. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta qua câu số 10. Chúng ta sang qua câu số 10, sang câu số 11 thưa quý vị. Số 11. Nhà lãnh đạo đánh kẻ thù bằng thanh kiếm. Đánh cũng được mà chém cũng được. Khi mình đánh đánh bằng thanh kiếm, chúng ta gọi là chém chém kẻ thù bằng thanh kiếm cũng được, nghe nó suông tay tùy theo cái văn, cái ngữ cảnh của chúng ta, nhưng cũng có được. Nhà lãnh đạo đánh kẻ thù bằng thanh kiếm. Nhà lãnh đạo là gia chủ, là là Gahapati, còn nhà lãnh đạo là Adhipati. Các vị nhớ chữ đó, hai chữ giống nhau nhưng mà rất là dễ nhớ, chữ Adhipati. Kẻ thù là chúng ta nói là sát tặc là Arihata, Arikumhata. Kẻ thù là Ari, Ari là kẻ thù. Ari là kẻ thù. Đánh, chữ đánh chúng ta mới xài ở trên mặt. Đánh ở trên Bharati. Bharati là đánh. Chúng ta có con khỉ, những con khỉ đánh con báo, đánh Arihata. Thanh gươm có bị nào nhớ thanh gươm không? Thanh gươm là Axit, là thanh gươm. Chúng ta xài sử dụng cách số ít. Câu này thì rất là dễ. Adhipati, chủ cách số ít. Axit na là với thanh gươm. Arin là kẻ thù. Parhati là nhà lãnh đạo đánh kẻ thù hay là chém kẻ thù bởi với thanh gươm. Câu đó thì bây giờ chúng ta qua câu số 12. Câu số 12. Câu số 12. Những ẩn sĩ nhìn mặt trời. 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 Ẩn sĩ ở đây chúng ta gọi là y sĩ. Y sĩ là ẩn sĩ. Thật ra chữ y sĩ chúng tôi nói quy là chúng ta dịch là những vị tiên ở trên núi, tức là những vị này, những vị mà tu hành trên núi mà có trình độ đạt được đó. Chữ chữ y sĩ, những ẩn sĩ nhìn mặt trời. Y sĩ là ẩn sĩ. Mặt trời ở đây chúng ta hôm nay chúng ta có chữ Ravi. Ravi là mặt trời. Ravi là mặt trời. Nhìn, cái chữ nhìn này không biết mình như là chữ thấy hay là chữ gì cho nó được hả? Chẳng lẽ vì tu sĩ thì mặt trời. Từ xưa có ý kiến là chỉ nhìn ở đây. Oloketi chữa được, chữa và Oloketi cũng được. Oli của Oloketi. Oloketi.
Dạ, như vậy thì chúng ta có chữ Isayo Raving Olo Kinh Tí. Olo Kinh Tí. Olo Kinh Tí. Isayo Raving Olo Kinh Tí. Dạ, quý vị qua khi chờ chị chút xíu. Hello, hello. Dạ, cô Hoa Khỉ chờ cho 1 phút nha cô. 1 phút thì ra liền. Dạ. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư có việc gấp, Thượng Tọa Hoa Khỉ giúp giúp sửa cho 2 câu cuối cùng giùm cho. Dạ, Thượng Tọa Thiền Sư Hoa Khỉ giúp sửa cho 2 cuối cùng. Dạ, kính thưa Thượng Tọa. Dạ. Thưa vị câu số 13. Dạ. Dạ. Câu số 13 là chúng tôi nhận được lúa từ người khách. Chúng tôi nhận được lúa từ người khách. Thì chúng tôi ở đây là chủ từ câu thứ nhất số nhiều. Chúng ta có từ Bali là từ gì? Dân, người dân. Người dân của chúng tôi. Chúng ta phải nhưng mà từ người khách á, chúng ta trước chữ anh quý là người khách, chúng ta có ba là chữ Athena, 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 Atitisma. Chúng ta xài được ba chữ đó, một trong ba chữ đó là từ ngữ khách. Lúa, quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Lúa lục hình quý hi rồi quý hình chữ nhận được, cái động từ nhận được chúng ta cũng có học rồi đó. Chữ lập phát tí, lập phát tí là nhận được. Như vậy chúng ta viết nguyên câu lại. Máy dân Atitimha, Atitisma, Atitisma, Vi hình lập phá mát. Cái đó từ người khách. Bạch văn Atithim ha vi hình lạc phà má. Chúng ta đến cái chữ bạch văn Ati Thâm Hà Vì hình là phẩm mát. Bây giờ ở đi thêm hà vì hình là phẩm mát. Khi mà chúng ta học từ chúng ta nhớ chữ quy hít, chữ quy hít, quy trường âm, cho nên quy hình chứ không phải là quy hình. Chúng ta nếu mà đánh chữ Bali được thì chúng ta chịu khó cho nó chính xác. Bây giờ chúng ta còn câu cuối cùng hôm nay, hay chúng ta học làm bài tập xong cũng vừa đủ thời gian.
mà trọn vẹn luôn. Tôi thấy mặt trời trên biển, tôi là chủ ngữ của câu. Chúng ta xài chữ gì nè? À hả? Thấy mặt trời trên biển, chữ trên biển chúng ta để phía trước. Cái đó Udathi là biển, biển cả. Hễ mà chúng ta học những từ nào mà có ở trong từ vựng bị ngữ Á đó, thì chúng ta nên xài cái chữ đó cho nó quen, cho nó quen thuộc. Udathi Uda, bây giờ chúng ta đổi lại đi. Uda, Tisvin. Uda, Tisvin. Chứ chúng ta đừng có xài một chữ, quý vị nên nhớ. Nếu như biến cách nào mà nó có nhiều dạng, chúng ta nên thay đổi hoài hoài. Như khi nãy, thì tôi giác đẳng quen xài chữ số sinh cách là cứ im hai, im ha. Rồi Phật tử chúng ta thì nhỏ 2020 á, thì chúng ta cứ là xài ina 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 mà không ai nhớ xài cái chữ 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 isma hết á. Chúng ta phải xài vậy. Udathi, Udathimhi, Udathisvin chúng ta xài được. Rồi bây giờ chưa, trên biển xong rồi tới mặt trời. Mặt trời là chữ Rawi, hồi nãy chúng ta đã học đó, Rawi. Chúng ta cứ áp dụng từ ở trong cái bài mới vừa học đó để cho chúng ta quen. Chữ nào không có đó thì chúng ta mới lấy những cái từ ở những cái danh từ năm tánh điện ngữ ác. Rồi thấy là Pasati, chia ngôi thứ nhất là Pasami. Do đó chúng ta có nguyên câu tôi thấy mặt trời trên biển là Aham Udathim Udathisbin Ragwin Pasami. Người nào đánh nhanh dùm vào cái câu này nữa. Hằng Udathismin Rewin Pesami. Dạ đúng rồi. Khi mà chúng ta đánh cái chữ chữ ăn, cái dấu chấm của chúng ta để nên để ở phía dưới, còn chúng ta viết như thế này thì người ta tưởng ăn chấm Udathisvin chấm. Nhờ ăn Udathisvin Rawin, chưa Rawin cô Nhật Quỳnh chữ chữ Rawin, Rawin mới đổi cách. Dạ Rawin, hồi nãy thì có động từ, bây giờ thiếu động từ Pasami. Rồi vậy là tốt quá. Đó là cái câu cuối cùng mà chúng ta học trong cái bài tập hôm nay. Cô tự nhiên sao mà chữ Udathisbin chữ minh, chữ minh ở phía trước chị em mở cái dấu chấm, em mở cái dấu chấm.
Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cũng đã hoàn tất bài tập của chúng ta cho cái bài học Pali ngày hôm nay. Đến đây thì chúng ta kết thúc cái buổi học phản ứng Pali. Và bây giờ thì chúng ta hoàn mãn lớp học. Kính chúc chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Tôn Đức, quý Phật tử. Chúc quý vị một ngày, một đêm được an lạc, ngủ ngon. Xin mời Phật tử MC đọc cho đọc cái đọc kinh hồi hướng để chúng ta đọc rùm Nam Mô Phật Thầy. Sa thủ ai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tề Siêu rất là nhiều. Ngài cũng xót ruột đạo tràng quá, ngài không ngủ được. Dạ, kính cảm ơn sư, cảm ơn Hoàng Nguyệt Trần biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai. Con đặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, hướng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt sư đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương